đây kinh nghiệm đây sao đây suy nghĩ em bây giờ em họp cho đến xe nữa đây cây sao bây giờ chị nói là chị có cảm nghĩ gì về nước Ý hả? Dạ, và qua những cái biến cố ở nước Ý đã cho đức tin của em rất là mạnh mẽ à, và em không còn biết sợ là gì nữa à. Và có phải là chị kiên nhẫn hơn nhiều không ạ? Đúng rồi, kiên nhẫn và vui vẻ chấp nhận à. Nhưng mà trong mặt không có vui. Vui chứ. Trong sự chờ đợi đó. Khách sạn nó gọi cho mình đó. What an experience à. Rồi coi ôi giời. Đâu có sao hỏi. Làm mừng hồ. À coi như vậy là ở đây đó, khi mà người ta khóa cổng lại đó, cái vệ sinh toilet người ta cũng khóa luôn. Rồi cái cổng để mà đi ra người ta cũng khóa. À, đáng lẽ là người ta phải mở cái cửa để đi ra. Còn cái cổng mà cái cửa đi vô đó thì người ta khóa thì đúng. Nhưng mà cái này nó khóa toàn bộ lại hết. Coi không riêng du khách người Việt ở Úc mà cả những người Tây phương đây cũng vậy nè. Họ cảm mấy người Tây phương này của họ cũng là du khách á. Cũng là du khách cho nên họ cũng giống như mình vậy thôi. Đây người ta có gọi cho cảnh sát rồi nhưng mà cảnh sát phải chờ tới mấy tiếng đồng hồ sau, không có thì ngày mai người ta mới tới. Bà con ráng ở đây ngủ đi qua đêm nha. Thì ngày mai nó mới tới, nó mới ngủ đủ giấc và nó mới dậy. Còn nếu mà nó không ngủ đủ giấc, nó không có dậy. Đâu thấy đứa nào đâu. Đâu tới đó, ô đó, cảnh sát tới rồi đó. À, coi như nó nhá đèn trên đó đó. À, coi như mấy ông gà xịt cà đụi ông bỏ tới đây coi như phải mất hết, cũng phải mất bao lâu người ta mới tới được ha.